một con phố mà có cực kỳ nhiều các cửa hàng để chúng ta có thể thỏa sức mua sắm luôn đây. Và lần này chị lại mang theo 100.000 để thực hiện thử thách là với 100.000 này thì chị có thể mua được bao nhiêu đồ trang trí cho các học tập của Chan Chan nhé. Bây giờ hãy đi cùng chị nào. Em ơi, có em có để ý thấy là ở trên bàn học của Chan Chan thì có la liệt các cái bút. Nó rất là lung tung lộn xộn phải không nào? Vậy thì chị Liêu đang nghĩ đến là làm thế nào để có thể gọn gàng được cái đống bút đấy. Thì mình sẽ cần dùng đến một cái ống đựng bút và một cái ống cắm bút đấy. Và tên tên, ở đây chị Liêu đã tìm thấy được rất là nhiều các cái ống cắm bút nè. Wow, ở đây có rất là nhiều những cái hình thù khác nhau luôn. Ví dụ như là ống cắm bút hình hamster nè. Wow, ở đây có cả hình Hello Kitty nữa. Wow, bạn nào là fan của Kitty nè. Cái này thì khá là nặng em ạ. Không biết chi giá đây ta. Wow, đây cũng là Hello Kitty nữa nè. Trời ơi, hai cái này nữa là đẹp này kem. Cái này thì bằng gỗ nha, rất là nhẹ mà cũng không lo bị vỡ. Và quan trọng là màu sắc của nó rất là đẹp em ạ. Màu xanh chị yêu thích này, màu vàng chị yêu cũng thích nữa này. Đó, rất là phù hợp với tiêu chí của chị đúng không? Là lựa chọn những cái đồ nào mà xinh xắn đáng yêu, cute dễ thương. Đó. Trời ơi, cái ống cắm bút này dễ thương như thế này mà chỉ có giá là 18.000 thôi kem ạ. Mình phải lấy ngay mới được, không người khác sẽ lấy mất ấy. Bây giờ quan trọng là lấy màu nào bây giờ nhỉ? Chị sẽ lấy màu vàng này. Bởi vì chị vẫn thích màu vàng này hơn. Màu vàng trông sẽ nổi bật và có nhiều năng lượng hơn. Vậy mình sẽ lấy cái này nhá. Cái ống cắm bút này trong tiếng Anh sẽ được gọi là pen holder. Pen holder. Đúng rồi, nó sẽ giữ những cái bút lại. Cho nên sẽ được gọi là holder. Đúng không? Mình sẽ giữ lại. Ok, mình sẽ lấy một cái này thôi. À, chị yêu nhớ ra chuyện này. Đấy là Chan Chan thì có rất là nhiều các tấm ảnh em ạ. Nhưng mà cứ để lộn xộn hết cả lên. Thả nào mà mãi không tìm ra được. Thế nên là chị Liêu đang có một ý tưởng thế này. Đó là chị sẽ treo những cái tấm ảnh đó lên. Sau đó thì chị sẽ treo nó ở trước bàn học của Chan Chan. Đấy. Và để làm được cái ý tưởng đấy thì chị Liêu đã tìm thấy một thứ này rất là hay các em ạ. Đây, tên tên, nhìn nè. Cho các em xem nhá. Đây chính là một cái tệp có rất là nhiều những cái khung ảnh giấy. Đây, những cái khung ảnh giấy trong tiếng Anh sẽ được gọi là paper frame. Paper frame. Đúng rồi, chị Liêu sẽ cho những cái bức ảnh vào trong những khung ảnh giấy này. Và cái bộ này đi kèm nhá, còn có thêm cả một cái sợi dây thừng để chúng ta căng ra. Đó, và có thêm cả những cái kẹp gỗ này nữa các em ạ. Mà kẹp gỗ này thì lại so colorful luôn, rất là nhiều màu sắc, đủ 10 màu luôn các em ạ. Đó, những cái kẹp gỗ này trong tiếng Anh sẽ được gọi là wooden clip. Wooden clip. Đó, mình sẽ sử dụng những kẹp gỗ này để treo những cái tấm ảnh đó, những cái khung ảnh giấy như này lên trên cái sợi dây thừng đó. Đấy, đấy chính là ý tưởng của chị Liêu. Các em có thấy cái này xinh xắn không nào? Đạt tiêu chí không? Ok, cái này thì giá rất là hợp lý nhá. Cái này sẽ có giá là 20.000 thôi các em ạ. Vậy thì chị Liêu sẽ lấy luôn cái này để trang trí các học tập của Chan Chan. Chan Chan khi ngồi ở bàn học thì Chan Chan sẽ có động lực để học hơn và lưu giữ được những kỷ niệm đẹp nữa chứ, đúng không? Góc học tập của chúng ta ban ngày đã đẹp rồi đúng không? Vậy còn làm thế nào để cho góc học tập buổi tối của chúng ta cũng đẹp hơn nữa? Chị Liêu đã tìm ra một thứ này cực kỳ hay ho để trang trí góc học tập buổi tối nhá. Đây nè, các em nhìn nè, đây chính là những cái dây đèn đó. Mà chị đã chọn được một cái dây đèn màu vàng này rồi, cực kỳ đẹp luôn các em ạ. Để chị cắm cho các em xem nhá. Đây. Đây là một cái dây đèn màu vàng, một màu vô cùng ấm luôn. Đó. Cái này mà thắp trong bóng tối thì cái góc học tập của chúng ta sẽ trở nên rất là lung linh huyền ảo luôn, giống như trong chuyện cổ tích đúng không? Chính vì vậy mà cái dây đèn này này trong tiếng Anh nó sẽ được gọi là fairy lights. Fairy lights, tức là những cái ngọn đèn cổ tích, rất là lung linh huyền ảo và xinh xắn đúng không nào? Đó, mà cái cuộn dây đèn này thì có giá rất là hợp lý các em ạ, chỉ có 25.000 thôi. Đây chính là cuộn cuối cùng của cửa hàng này rồi, cho nên chị Liêu sẽ lấy luôn cái này nhá. Em ơi, vẫn là trong cái chủ đề mà làm thế nào để trang trí các học tập vào buổi tối thì chị Liêu còn tìm thấy một cái món đồ cực kỳ hay này nữa nhé. Đây, sẽ giúp cho căn phòng, sẽ giúp cho cái góc học tập của chúng ta trở nên lung linh và cực kỳ huyền ảo. Đó chính là những cái bộ ngôi sao dạ quang này. Đó, gắn những cái bộ ngôi sao dạ quang này lên trên tường ở trước bàn học nha, thì sẽ giúp cho chúng ta học buổi tối sẽ không bị buồn ngủ. Đây là một bí quyết của chị Liêu đấy. Đây, cái bộ ngôi sao dạ quang này thì được gọi là Glowing Star Set. Glowing Star Set. Đó, ở đây có tận 50 miếng lận các em ạ. Wow,
mà chỉ có giá là 17.000 thôi. Vậy là quá tốt luôn. Vậy thì mình sẽ lấy bộ này về nhá, để trang trí cho các học tập của chúng ta nha. Game ơi, chị Liêu chỉ còn có 20.000 thôi. Vậy bây giờ mình sẽ dùng 20.000 này để mua đồ gì bây giờ nhở? Đồ gì mà có giá 20.000 mà để trang trí được các học tập của chúng ta nhở? Game hãy comment cho chị với, gợi ý cho chị với 20.000 này thì mình có thể mua được gì? Chị Liêu cầm 20.000 này đi vòng vòng khắp, cuối cùng cũng tìm thấy một đồ vật cũng rất là hữu ích rồi các em ạ. Cái đồ vật này thì giúp chúng ta gọn gàng, làm ngăn nắp hơn để cái góc học tập của chúng mình đấy. Đó chính là tên tên. Đây chính là những cái móc, gọi là những cái móc dán tường các em ạ. Với cái móc này thì chúng ta có thể là treo những cái ba lô này, hoặc là những cái túi khi chúng ta đi học về, đúng không? Chúng ta sẽ không phải là vứt bừa bộn nó trên giường hay là trên bàn học nữa. Mà đặc biệt nhá, cái móc treo này rất là dễ thương các em ạ, bởi vì nó có hình quả gì đây? Đây chính là quả dưa hấu phải không? Quả dưa hấu watermelon mà Chan Chan vô cùng yêu thích loại quả này đấy. Đúng rồi Chan ăn tiêm ạ. Đây, những cái móc khóa treo tường này thì sẽ được gọi là hook. Hook. Đúng rồi. Và nó vì nó treo trên tường cho nên chúng ta sẽ gọi nó là wall hook. Wall hook. Đó, chị vừa mới hỏi giá xong thì mới biết là cái này chỉ có giá 15.000 thôi. Vậy là chúng ta vẫn còn 5.000 lận. Vậy mình sẽ lấy cái này luôn nhé các em. Các em ơi, theo các em thì còn 5.000 chị Liêu có thể mua được cái gì? Chị Liêu quá phục tài mua sắm của chính chị luôn. Bởi vì với 5.000 này chị Liêu đã tìm ra được một thứ mà cũng vô cùng đáng yêu dễ thương để chúng ta có thể trang trí cho góc học tập của Chan Chan luôn. Đó chính là đây nè, đây là cái gì hả các em? Đây chính là một cuộn ribbon. Ribbon, đúng rồi. Một cuộn ribbon này thì chúng ta có thể dùng làm gì? Chúng ta có thể buộc vào những cái hộp quà này, hoặc chúng ta có thể dùng để buộc thắt nơ, thắt hình vào cho những cái chậu cây mà chị Liêu đã trồng đấy. Các em còn nhớ video này không? Đó. Những cái cuộn ribbon này trong tiếng Anh sẽ được gọi là ribbon. Ribbon. Và đây chị Liêu sẽ lấy một cái cuộn màu cam, là một cái màu mà chị Liêu rất là yêu thích, giống một cà rốt đúng không? Mình sẽ gọi nó là orange ribbon. Đó, cuộn này thì chỉ có giá 5.000 thôi. Vậy chúng ta hãy mau chóng lấy luôn một cuộn nhá, để chuẩn bị đi về trang trí cho các học tập của Chan Chan thế nào. Hi, chị Liêu đã lượm cả buổi chiều và cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây, đây chính là túi đồ mà chị Liêu đã mua được với giá 100.000. Bây giờ mình sẽ cùng tổng kết lại xem là chị Liêu đã mua được những đồ gì và với giá bao nhiêu tiền nhé. Nào, đầu tiên chị Liêu đã mua được một cái này. Đây chính là một cái pen holder. Một cái pen holder chính là một cái ống cắm bút đấy em ạ. Cái này sẽ giúp cho Chan Chan có thể đựng bút một cái gọn gàng nha. Đây là đồ đầu tiên. Cái này thì chị Liêu đã mua với giá 18.000. Đồ thứ hai chị Liêu mua được đó chính là tê tê. Đây chính là những cái khung ảnh giấy đúng không em? Những khung ảnh giấy thì mình anh sẽ được gọi là paper frame. Paper frame. Đúng rồi, và còn có cùng cả với những cái kẹp gỗ rất nhiều màu sắc nữa. Cái này mình sẽ dùng để treo lên nhé. Cái này chị Liêu đã mua được với giá 20.000. Rồi, vật thứ ba chị Liêu mua được đó chính là đây chính là những cái ngôi sao dạng quang để giúp cho góc học tập của Chan Chan được trở nên lung linh và huyền ảo hơn trong bóng tối đấy các em ạ. Cái bộ này thì sẽ được gọi là Glowing Star Set. Glowing Star Set. Có rất là nhiều ngôi sao trong này luôn. Chúng ta sẽ gắn lên tường để cho nó trở nên phát sáng trong bóng tối nhé. Đó, cái này thì chị Liêu mua với giá 17.000, được tận 50 cái lận. Còn gì nữa đây? Đã ba đồ rồi. Nào, đồ thứ tư chị Liêu đã mua được đó chính là cái cuộn dây này. Như chị Liêu đã nói thì đây chính là cuộn dây Fairy Lights. Fairy Lights chính là những cái ngọn đèn cổ tích sẽ giúp cho không gian học tập của Chan Chan trở nên bừng sáng hơn, lung linh hơn trong bóng tối đấy các em ạ. Và cái này thì chị Liêu mua với giá là 25.000. Đây là đồ thứ tư nhé. Đồ thứ năm, tên tên, các em còn nhớ không? Đồ thứ năm chị Liêu đã mua được đó chính là những cái móc treo dính vào tường. Như cái này thì sẽ được gọi là wall hook. Wall hook. Đúng rồi, và chị Liêu đã chọn cái hình dưa hấu là hình Chan ăn tiêm vô cùng yêu thích. Cái này thì hai cái với giá là 15.000. Đây là đồ thứ 5. Và đồ cuối cùng, một đồ nhỏ xíu mà các em nhớ không, với giá 5.000 thôi. Đó chính là cái cuộn ribbon này. Hay trong tiếng Anh sẽ được gọi là ribbon. Ribbon. Đúng rồi, cuộn này mình có thể dùng để trang trí thêm, buộc vào những cái chậu cây mà chị Liêu đã chuẩn bị tặng cho Chan Chan đấy. Bây giờ với những đồ này thì các em đã chuẩn bị sẵn sàng để trang trí lên học tập cho Chan Chan chưa? Hãy cùng xem là các học tập của Chan Chan sẽ thay đổi và biến hóa như thế nào với những đồ này của chị Liêu nhé!
rồi trang trí lại để sao cho mỗi lần mình vào học thì mình có thêm cảm hứng nhé. Còn bây giờ thì chị Leo sẽ phải chào tạm biệt các em đây. Hẹn gặp lại các em trong những video thử thách 100k lần sau nhé. Bye bye. Đây là video tiếp theo, các em hãy nhớ đón xem vào ngày mai nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé.